Đây á, cô chỉ cần cho cái mía này vào xào. Để cả cây à? Cả cây luôn. Thiệt luôn. Đấy đó. Đây là cô cho hết vào xào. Cô xem so với cả cô tay bằng tay ra một cái này nào hơn. Này cũng như là nó hơn. Chủ yếu là xay cả cây thì đỡ phải trẻ. Cái kia cô mấy độ yếu mà trẻ. Cái này không phải trẻ. Không phải trẻ này do nó hết. Cô làm mấy cái nữa? Luôn tay luôn. Chơi hết. Bọn cháu bên kia nó phát triển nó dịch vụ giao tận nhà luôn đấy cụ. Giao gì? Giao nước mía. Đóng lon đóng lon công ty riêng công ty là nó gọi nước ấy. Ở đâu đóng lon giao tận nơi luôn đấy. Ép tí nữa. Hả? Ép tí nữa. Thì lớp xay uống ngay, để tí lớp thơm ngay. Vâng, đúng rồi.